À, xin chào tất cả quý cô chú anh chị thì hiện tại em đang đứng trên con hẻm 240 ở à, gần chỗ chợ Hiệp Thành phường Hiệp Thành quận 12 của chú anh chị hai con đường hẻm à, bê tông xi măng hẻm à, 4 mét rưỡi của chú anh chị ha và phía trước mình như này mình là có một cái khu nhà lầu một chợt hai lầu rất là ok của chú anh chị xin tốt ha và sản phẩm hôm nay em muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình là một lô đất có diện tích là ngang 4 dài 20m mét sổ hồng riêng của chú chị. à lô đất phía trước mặt mình ha. đường à, trước đất rất là rộng rãi của chú anh chị ha. khu vực à, dân cư đông đúc nhà lầu sầm uất. và bên này thì lô đất này là ngang năm dài 20 mươi của chú anh chị. À, lô đất này chủ cũng bán luôn. À, hai lô thì à, cách nhau một căn nhà. à khu vực dân cư đông đúc vị trí cách chợ em Thành tầm khoảng 200m của chú anh chị à, thì à, giá hiện tại à, lô 4 x 20 thì à, 3 tỷ 3 chủ kia 3 tỷ 3 còn cái lô kế bên 5 x 20 thì chủ kêu à, 4 tỷ rưỡi thương lượng người của chú anh chị à, thì cô chú anh chị mình à, có quan tâm mua mà để xây nhà hay là mua để dành thì liên hệ số điện thoại À, 0898 Em dẫn mình à, xem đất nha Và theo dõi video thì cô chú anh chị mình cũng đừng quên cho em một lượt like, lượt sale và lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh nha cô chú anh chị à, Đất thì à, vị trí rất là đẹp của chú anh chị nha Khu vực dân cư đông đúc của chú anh chị mình quan tâm mình liên hệ sớm Bên em có nhận ký gửi review nhà đất tất cả các quận ở Sài Gòn của chú anh chị có sản phẩm thì liên hệ em MM em review bán giúp hoa Vâng xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại